người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Chic of Bacardi, cà phê dẫn lối cho những người tìm kiếm sự thông thái. Thế kỷ 15, cà phê theo chân những tu sĩ Hồi giáo đến thánh địa Mecca và Medina, rồi lan rộng đến vương quốc Ba Tư, Ai Cập, Syria. Cà phê thời điểm đó quan trọng đến mức không bao giờ vắng mặt trong các nghi lễ tôn giáo ở nơi công cộng. Đặc biệt trong nghi lễ đi khở hay Malit phải có sự hiện diện của cà phê. Theo thời gian, cà phê đi vào đời sống thế tục. Bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức cà phê công khai tại hành lang nhà thờ, đặc biệt tập trung xung quanh Azhar, khu phức hợp nhà thờ và trường học. Những điểm tụ họp uống cà phê trở thành trung tâm của cuộc sống tri thức khi cư dân thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề có thể cùng nhau thưởng thức cà phê và luận bàn tin tức. Họ còn giải trí bằng ca hát, nhảy múa và đọc thơ, trái ngược với cách cư xử đầy quy tắc ở tu viện. Tuy nhiên, sự phổ biến nhanh chóng của cà phê lại làm bùng nổ những cuộc tranh cãi lớn trên nhiều phương diện tôn giáo, pháp luật, đạo đức, lối sống. Trong những hành lang cà phê, giới tinh hoa khuyến khích tầng lớp người nghèo tham gia các hoạt động nghệ thuật và học thuật, vốn là đặc trưng của tầng lớp thượng lưu. Sự tự do trong suy nghĩ ngày càng công khai và được người dân dũng cảm nói lên chính kiến của bản thân. Những điều đó đối với nhà cầm quyền chính là mầm mống tạo phản, tiềm ẩn nguy cơ thiết lập lại trật tự xã hội theo hướng bất lợi cho địa vị của họ. Một số học giả Hồi giáo ngoan đạo như Ulaymer cũng không chấp nhận việc sử dụng cà phê trong dân chúng. Họ cho rằng điều đó làm cà phê mất đi tính linh thiêng trong nghi thức tôn giáo. Ngoài ra, cà phê thu hút dân chúng hơn cả nhà thờ. Những cuộc thảo luận và giải trí được tiến hành bên ngoài sự giám sát của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Vì thế, họ đã dựa vào niềm tin tín ngưỡng cản trở việc uống cà phê. Cũng từ đó, cà phê phải chịu nhiều ngăn cấm và đàn áp. Vào năm 1511, thống đốc của Mecca Khalibet Amima ra lệnh đóng cửa tất cả các quán cà phê và đàn áp những người uống hoặc bán cà phê. Năm 1535 tại Cairo, những người bán cà phê đã bị tấn công bởi các tín đồ phe bảo thủ. Hà khắc nhất là bạo chúa Murad thứ tư. Mặc dù vẫn sử dụng cà phê trong hoàng cung, nhưng ông săn lùng những người uống cà phê và xử tử tại chỗ để đảm bảo tiêu diệt mầm mống tư tưởng chống đối. Thế nhưng, vượt qua mọi rào cản, cà phê đã định vị thế của mình trong lòng xã hội. Khởi đầu là sự trỗi dậy của những tư tưởng, luận thuyết tôn vinh ý nghĩa và công năng của cà phê. Năm 1587, nhà thần học Sheikh Al-Bakhadi cho ra đời tác phẩm Lập luận ủng hộ quyền sử dụng hợp pháp cà phê. Đây được xem là công trình nghiên cứu đầu tiên về cà phê một cách toàn diện, từ cơ sở, nguồn gốc, bản chất, đặc tính cho đến lịch sử phát triển của cà phê. Tác phẩm đã trở thành cơ sở lý luận thuyết phục, giúp xóa đi nghi ngại của những tín đồ Hồi giáo bảo thủ chưa chấp nhận các giá trị mà cà phê mang lại. Trong một chương đề cập đến cuộc luận chiến lịch sử tại Mecca năm 1511, Sheikh Al-Bakhadi đã trình bày quan điểm bảo vệ giá trị của cà phê và kết thúc với một bộ sưu tập các câu thơ do các học giả xuất sắc nhất thời bấy giờ sáng tác. Điển hình nhất là hai bài thơ đều mang tên ca ngợi cà phê do chính ông viết. Ông nhấn mạnh, nơi cà phê xuất hiện, con người sống có mục đích,
trở nên cao quý, chân chính và phấn đấu đến sự thông thái hơn. Hay trong bài thơ Cà phê bằng hữu, ông cổ vũ dân chúng hãy uống cà phê một cách tự tin và đừng để ý đến lời nói của kẻ ngu ngốc, kẻ lên án nó mà không có lý do. Sau Sheikh Abakadi, nhiều học giả và nhà khoa học khác đã công bố các công trình nghiên cứu về lợi ích của cà phê. Năm 1671, bác sĩ người Đức Johannes Voss xuất bản cuốn chuyên luận phân tích về công dụng của cà phê trong y học. Cùng năm, triết gia Philippe Silvestre Dufour viết cuốn Cách pha cà phê, trà và sô-cô-la đầu tiên bằng tiếng Pháp. Năm 1686, John Rayleigh, một nhà sinh học người Anh đã ca ngợi những phẩm chất của cà phê trong tác phẩm Thực vật phổ quát. Triết gia Francis Bacon cũng viết về cà phê trong tác phẩm Historia Vitis et Mortis. Ngoài ra, còn nhiều nhà thực vật, triết gia, nhà khoa học trên khắp châu Âu nghiên cứu chuyên sâu về cà phê như Leonard Rowwolf, Adam Olearius, Prospero Appini, góp phần cởi trói tư duy để nhìn nhận rõ ràng hơn bản chất của những gì cà phê mang lại. Từ những nghiên cứu ấy, cà phê đã vượt qua mọi rào cản, trở thành nguồn năng lượng mới, không thể thay thế cho những người sáng tạo, những người khao khát xã hội tiến bộ và không ngừng vượt lên giới hạn bản thân để đóng góp nhiều hơn nữa cho đời. Quán cà phê cũng trở thành không gian cần thiết để kết nối mọi người từ các xã hội, văn hóa và các nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự tiến bộ của nhân loại.